cháu được nhận định ở cái giai đoạn 2B có tổn thương hai vị trí hạch cùng một phía cơ hoành và đã được tiến hành điều trị chuẩn theo phác đồ, đó là mình dùng phác đồ ABVD, phác đồ đầu tay cho bệnh u lympho Hodgkin. Thì ban đầu cháu điều trị cũng rất là tốt, bệnh cũng đáp ứng. Tuy nhiên rằng sau khi bệnh ổn định thì cũng chỉ được một thời gian khá là ngắn, một vài tháng thì khối ở hạch cổ, hạch trung thất xuất hiện trở lại. Kết quả cuối cùng sinh thiết và chúng tôi hội chẩn cả các chuyên gia nước ngoài, cụ thể ở Mỹ. Bước tiếp theo, chúng tôi kết hợp với một bệnh viện lớn ở Hà Nội điều trị hóa trị liều cao và tiến tới ghép tủy ở cháu. Khi mà vào chúng tôi cái tình trạng gọi là gần như là nguy kịch rồi. Thể trạng thì suy kiệt, xuất huyết ngoài da, đi ngoài ra máu, bụng thì trướng. Chúng tôi cũng thăm khám tích cực và đưa ra các phương pháp điều trị hỗ trợ, giải thích tất cả các tình huống cho bố mẹ cháu cân nhắc. Thì bố mẹ cháu cuối cùng quyết định lựa chọn cái phương pháp điều trị miễn dịch này. Chúng tôi tiến hành tính liều truyền theo dõi sát sao. Sau khi mà điều trị miễn dịch cộng với các cái phương pháp hỗ trợ thì bệnh của cháu nó thuyên chuyển một cách rõ rệt, rất là may mắn, cháu đáp ứng rất là tốt, cháu khỏe hơn, bắt đầu ăn uống được 3 tháng, các cái thông số của cháu cũng về gần như bình thường. Sau một năm điều trị thì cháu đã quay trở lại trường đại học Bách Khoa, cháu đi học rồi. Bây giờ là gần 2 năm rồi, cháu đã khỏe mạnh trở lại. Cái kết quả thì đúng là thành công ngoài cái sự mong đợi của các bác sĩ.